Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sành Đồ Xì. Dành cho những quý vị nào lần đầu tiên ghé đến kênh Sành Đồ Xì thì Sành Đồ Xì là một shop đồ xì hàng hiệu chuyên các món hàng thùng tuyển dành cho nam. Sành Đồ Xì cam kết rằng tất cả những sản phẩm mình bán đều là hàng chính hãng, Sành Đồ Xì bao check trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó thì Sành Đồ Xì cũng free ship tất cả những sản phẩm của mình trên phạm vi toàn quốc từ Bắc Trung cho đến Nam. Tất cả những khách hàng mà đến với Sành Đồ Xì thì không phân biệt tuổi tác hay giới tính, tất cả mọi người ở Sành Đồ Xì đều bình đẳng với nhau. Mong muốn của Sành Đồ Xì là xây dựng được một cái môi trường lành mạnh để chúng ta mua bán quần áo xì với nhau. Ngày hôm nay thì Sành Đồ Xì sẽ gửi đến cho mọi người là một lô áo sơ mi thu đông. Đây là một cái lô mà Sành Đồ Xì gọi là lô VIP. Hôm nay chúng ta sẽ đồng giá là 350k trên một sản phẩm bất kỳ. Sành Đồ Xì nhắc lại là chúng ta sẽ đồng giá là 350k trên một chiếc áo sơ mi. Với mức giá này thì đã bao gồm phí ship thanh toán trước bên phía Sành Đồ Xì rồi. Hay nói một cách khác thì Sành Đồ Xì free ship những sản phẩm trong clip ngày hôm nay ạ. Chúng ta sẽ bắt đầu đến với sản phẩm này luôn. Nhưng mà chúng ta trước hết thì những quý vị nào chưa like và chưa đăng ký kênh Sành Đồ Xì thì chúng ta hãy mau đăng ký kênh Sành Đồ Xì, đồng thời là bấm cái nút chuông thông báo ở phía bên dưới này để mỗi lần Sành Đồ Xì ra clip mới sẽ chủ động gửi thông tin đến cho quý vị qua cái kênh YouTube này. Chúng ta sẽ bắt đầu vào clip ngày hôm nay luôn. Đầu tiên thì quý vị để ý rằng là bên cạnh Sành Đồ Xì đây thì bên cạnh em Sành đây thì sẽ có một cái bảng thông tin, và trong cái bảng thông tin này sẽ bao gồm những thông tin cần thiết để mọi người có thể mua được những sản phẩm mà ưng ý mình nhất. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một con của Polo Brick này. Một con Polo Brick, và cái dòng Polo Brick này thì trước đây chúng ta cái áo polo thì đã gặp cái dòng này nhiều rồi, Sành Đồ Xì sẽ đi qua thôi. Nhưng mà tất cả những con trong clip ngày hôm nay đều những con rất là ngon. Với chiếc này chúng ta sẽ có một con áo mã F76. Con áo này chúng ta sẽ làm một chiếc áo size MO, chiều dài chiếc này 66 và giá sau là 69 quý vị nhá. Ngang chiếc này 52 và vai chiếc này 44. Quý vị nào chúng ta trong khoảng là 65 cho đến khoảng 70kg thì có thể mặc ok cái sản phẩm này. Sành Đồ Xì nhắc lại là nếu mà quý vị thích mặc trong khoảng 65kg thì nó sẽ kiểu hơi thoải mái một chút. Còn quý vị chúng ta thích mặc hơi ôm một tí thì từ 65 cho 70kg nhé. Đây là cái số đo Sành Đồ Xì để bảng bên cạnh, nên mọi người có thể tự check lấy cái số đo đấy để lựa những món hàng ok nhất cho bản thân mình. Nói đến đổi trả thì Sành Đồ Xì rất là sẵn lòng đổi trả cho mọi người. Kiểu như mua hàng hóa mà không có vừa thì tất nhiên là đổi trả là điều hiển nhiên rồi. Nhưng mà có cái bảng số đo bên này ấy, mọi người, thì chúng ta cứ án cái bảng số đo bên này so xem là nó có vừa mình hay không, thì chúng ta sẽ đỡ mất thời gian. Thứ nhất là đỡ mất thời gian cho quý vị, đúng không? Chúng ta nhận xong rồi trả xong rồi thử các thứ rất là mất thời gian. Và thứ hai nữa là cũng mất thời gian của Sành Đồ Xì mà đổi trả thế rất là mệt. Chính vì thế nên chúng ta mua quần áo thì chúng ta chính xác số đo của mình thì sẽ mua rất là đơn giản. Tiếp theo thì có một con của Levi này, quý vị này, có một con Levi đây. Với chiếc này của Levi thì chất rất là dày dặn. Ví dụ như là mấy cái dòng Levi thì chất lúc nào cũng dày dặn luôn. Cúc áo các thứ họ làm cũng rất là ngon. Với chiếc này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là mã F77 nhá. Con này là size L. Chiều dài chiếc này là 75, ngang là 55 và vai chiếc này là 45. Con này thì Sành Đồ Xì khuyến khích quý vị là chúng ta khoảng 70kg thì mặc ok con này. Con này là một con rất chất lượng đến từ thương hiệu Levi. Tiếp theo thì chúng ta có thêm một cái sản phẩm khác nữa, tông màu có vẻ giảm hơn một chút. Con này là đến từ Polo Club này quý vị này. Polo Club đây quý vị đây. Với chiếc này chúng ta sẽ có những thông tin như sau. Nhưng mà trước hết thì nhìn cái logo này đã thấy xịn sò rồi đúng không ạ? Với chiếc này thì còn có cái dòng cúc của họ, thì họ làm theo cúc kiểu dạng chất sừng nữa. Đây là mã F78, con áo này size bờ, chiều dài chiếc này là 71, ngang 53 và vai chiếc này là 46. Những quý vị nào chúng ta trong khoảng là 65 hoặc là 65-70kg thì có thể mặc ok cái sản phẩm này nhá. Một con áo quá đẹp luôn đến từ Polo Club. Đây là mặt đằng sau của chiếc này, còn đây là mặt đằng trước. Con này phối lên với đồ jean thì có vẻ rất là hợp đúng không ạ? Tiếp theo thì thêm một chiếc của Levi nữa, hay còn gọi là Levi's, thêm một con áo này nữa thì quá là chất lượng luôn rồi. Với chiếc này chúng ta sẽ có những thông tin như sau. Nhưng mà trước hết thì Sành Đồ Xì nói luôn là có một cái tag đỏ ở đây. Nhìn con tag đỏ này là quá là uy tín luôn rồi. Bác nào mà mê đồ jean là mấy con này là chất nhất luôn rồi ạ. Và dòng cúc thì họ dùng cái dòng cúc bấm quý vị nhá, dòng cúc bấm. Với chiếc này chúng ta sẽ có các thông tin như sau ạ. Đầu tiên thì đây là mã F79, con áo này là size M, chiều dài chiếc này là 73,
ngang 52 và 3 trước lại 45. Con này thì Sành Oxy nghĩ rằng là từ khoảng 65 cho khoảng 70kg thì quý vị có thể mặc đẹp và mặc ok với chiếc này. Một con áo mặc quá là ngon nghẻ đến thương hiệu Levi luôn. Con này chắc là cũng sẽ bay màu luôn. Tiếp theo thì chúng ta có thêm một con khác nữa cũng đến từ Levi, nhưng mà Levi Restart. Cái dòng này là cái dòng khác quý vị nhé, cái dòng khác của Levi. Cái dòng này là dòng rất là hiếm. Quý vị chốt nghe con này đi, con này chắc là chả mấy chốc mà con này sẽ bay màu, nên là quý vị nào chúng ta muốn chốt con này nhanh gọn lẹ thì chúng ta có thể chuyển khoản trước nhé, để chúng ta đặt cọc trước thì chúng ta sẽ mua con này nhanh hơn. Con thì bác nào cứ nhắn tin sớm đến Sành Oxy thì sẽ chốt những con này sớm hơn nhé. Đây là mã S80. Con áo này là size L, chiều dài chiếc này 75, ngang 52 và chiếc này là 44. Con này thì Sành Oxy nghĩ rằng là trong khoảng 65 cho 70kg thì quý vị có thể mặc ok với cái sản phẩm này. Một con quá đẹp luôn. Bỏ lỡ con gì bỏ lỡ chứ đừng bỏ lỡ con này quý vị nhé. Tiếp theo thì chúng ta có thêm một con khác nữa. Con này là đến từ Royal Polo Sport Club này quý vị này, cũng là một con của Polo nữa. Con này thì màu cũng rất là đẹp. Đây, có thêm cái tag ngang của Royal Polo ở đây. Với chiếc này chúng ta sẽ có những cái thông tin sau. Đầu tiên thì đây là mã S81, con này là size XL. Chiều dài chiếc này nó là tà trước là 74, tà sau là 81. Ngang chiếc này là 55 và vai chiếc này là 50. Con này thì phù hợp cho quý vị nào chúng ta khoảng 70kg thì có thể mặc ok cái sản phẩm này nha. Khoảng 70kg sẽ mặc rất đẹp con này. Con này phối quần jean thì sẽ rất là hết nước chấm luôn ạ. Tiếp theo thì chúng ta có thêm một cái sản phẩm khác đến từ Crocodile. Có một sản phẩm khác đến từ Crocodile đây, cái dòng cá sấu đây quý vị đây. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã S82. Và khoe luôn cái cúc của họ làm nhé, cũng có dòng chữ Crocodile trên cái cúc này, làm rất là tỉ mỉ. Với chiếc này chúng ta có mã S82, con này size XL. Chiều dài chiếc này là tà trước là 72, tà sau là 75 nhé. Ngang 58 và vai chiếc này là 49. Quý vị nào chúng ta trong khoảng là 75kg có thể mặc ok cái sản phẩm này. Sành Oxy nghĩ là con này chắc khoảng 75kg thì chúng ta sẽ mặc vừa và mặc rất đẹp với cái sản phẩm này luôn ạ. Một trong sản phẩm Sành Oxy cũng rất là ưng ý luôn. Một con cá sấu đến từ Crocodile. Và trong cái siêu phẩm ngày hôm nay thì chắc phải nói đến con Lacoste này. Con này sẽ bay màu sớm thôi, nên là Sành Oxy sẽ cho quý vị chúng ta thông tin con này luôn. Đây là con cá sấu của Lacoste nhé. Cá sấu của Lacoste thì cái đầu của nó sẽ quay ra bên ngoài. Đó, Crocodile thì sẽ quay vào trong. Với chiếc này thì chúng ta sẽ có thông tin như sau, nhưng mà chúng ta đẹp thật sự luôn đấy. Con này đẹp thật sự luôn quý vị. Đây là Lacoste đây. Với chiếc này có cái cúc Lacoste đây. Đây là mã S83. Con này là size M nhưng mà rơi vào size M châu Á. Con này thì chiều dài là 73, ngang là 46 và chiếc này 44. Quý vị nào chúng ta trong cái khoảng là 60 cho đến 65kg sẽ mặc ok cái sản phẩm này. 60 cho 65kg sẽ mặc ok cái sản phẩm này của Lacoste này. Con này rơi vào tầm size 3, tức là khoảng 60 cho 65kg sẽ mặc ok cái sản phẩm này. Nhiều con này đẹp thật sự luôn này. Con này bên ngoài mới gọi là con siêu phẩm này quý vị này. Và với những quý vị nào mà chúng ta thích kiểu dạng là hơi lãng tử một tí thì có thể lựa qua mấy cái mẫu như thế này. Ví dụ như là con này của Royal Polo này. Con này thì gần như là một con áo khoác luôn rồi. Gần như là một con áo khoác trung tâm luôn rồi. Chứ còn để cho quý vị với cái mức giá sơ mi này ngày hôm nay thì thật sự là quá là hời luôn rồi. Bác nào chúng ta vừa ưng thì chốt con này nhá. Mấy con này vào mùa nó mới thật sự là nó đắt và nó đẹp kinh khủng luôn đấy, con này đẹp kinh khủng luôn đấy. Nếu mà vừa sai của Sành, của em Sành thì chắc là em Sành đã chấn con này luôn rồi. Đây là mã S84 nha, con áo này size MO, chiều dài chiếc này 69, ngang chiếc này 58 và vai chiếc này là 49. Con này thì sẽ phù hợp cho quý vị nào chúng ta khoảng 70kg sẽ có thể mặc ok nhé. Quanh 70kg sẽ mặc ok con này cho em Sành. 70kg mặc con này quá đẹp luôn. Tiếp theo thì em Sành không để mọi người đợi lâu nữa, cùng đến với sản phẩm tiếp theo là có một con của Fila đây. Con này của Fila thì không hiểu tại sao mà nó nét cực kỳ luôn quý vị. Con này siêu nét luôn. Con này cũng là nhung tâm nhé, nhưng mà con này nét căng luôn đấy. Với chiếc này thì chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì khoe qua cái cúc đây. Bốn chữ Fila chạy quanh cái cúc này. Đây là mã S85 nhé. Con áo này size XL. Chiều dài chiếc này 74, tà sau là 78. Ngang chiếc này là 59 và vai chiếc này 51. Quý vị nào chúng ta trong khoảng là quanh khoảng 75kg thì có thể mặc ok con này nhá. Quanh khoảng đầu 7 hoặc là 75kg, quanh đoạn đó thì chúng ta sẽ mặc đẹp con này. Con này thật sự là quá mướt mượt mượt luôn. Không phải em Sành nói kiểu rằng là quá đâu, nhưng mà thật sự là cái lô áo VIP này, sơ mi thu VIP này kiểu rằng là rất là tâm đắc với em Sành luôn. Tiếp theo thì có thêm
một con khác, con này đây này, con này mới gọi là con hiệu này, một con mẽo này, một con mà chất rất là dày dặn luôn. Con này nhìn qua là đã thấy muốn chốt rồi không ạ? Con này sành đồ gì sẽ đi qua thật nhanh một con của Arex này. Con này giá trị của con này thì mọi người có thể tự check giá nhé. Còn hôm nay là 350k thì bác nào chốt được con này thì cho em xin một cái kiểu feedback nhé, cho em xin một cái kiểu chụp ảnh lại con áo bác đã mua và bác phối được đồ nhé. Con này mặc đúng kiểu rằng là quá đẹp luôn. Với chiếc này thì chúng ta sẽ có ma S86, con áo này là size L, chiều dài chiếc này 74, ngang chiếc này 52, vai chiếc này 44. Những quý vị nào chúng ta trong khoảng là 65-70kg có thể mặc ok cái sản phẩm này, 65-70kg sẽ mặc đẹp sản phẩm này nhá. Tiếp theo thì có thêm một cái sản phẩm khác nữa là một con của AB, một con của Abercrombie & Fitch này. Quý vị nào chúng ta trước đây hay xem cái dòng Moscow thì có thể thấy rằng là cái con này giá của nó rất là đắt, riêng cái dòng polo của nó cũng chỉ thấp hơn Lacoste một tí thôi, nó dao động vào khoảng độ 1.8-1.9 rồi đấy. Cái dòng sơ mi thì nó cũng toàn tiền triệu thôi, nên là quý vị nào chúng ta vừa cái dòng heel thì thích cái dòng heel và thích cái kiểu như này thì có thể lựa con này nhá. Đây, cúc rất là to, Abercrombie trên này. Và cái cúc ở đây thì Thành Đồ Si thấy nó hơi mẻ một tí rồi, nhưng mà chả ảnh hưởng gì đâu quý vị, gần như là không ảnh hưởng gì. Tất cả những sản phẩm đến từ Abercrombie nó rất là bền, cực kỳ bền luôn đấy. Với chiếc này chúng ta sẽ có ma S87, con áo này là size L, chiều dài chiếc này là 73, ngang 54 và chiếc này 46. Quý vị nào chúng ta trong cái khoảng là 70kg có thể, trong khoảng là 65-70kg có thể mặc ok con này nhé, 65-70kg. Đây là cái khoảng mà Sành Đồ Si áng chừng thôi, chứ còn quý vị đo cái thông tin bên cạnh để chúng ta mua được một chiếc áo phù hợp nhất với bản thân mình nhé. Sành Đồ Si thì mong muốn những quý vị nào ghé đến kênh Sành Đồ Si để chúng ta chủ động chúng ta mua sắm. Tại vì khi mọi người chủ động mua sắm thì cái size số của mọi người nó sẽ ít hơn rất là nhiều so với em Sành tư vấn. Tiếp theo thì có một con của thương hiệu Mỹ đây, một con của McGregor đây. Con này thì chắc là không phải nói đến thương hiệu này rồi, một thương hiệu quá nổi tiếng luôn rồi. Với chiếc này chúng ta sẽ có ma S88, con này size L nhé, chiều dài chiếc này 74, bề ngang của chiếc này là 54 và chiếc này là 47. Quý vị nào chúng ta trong khoảng là 70kg có thể mặc ok cái mẫu này nhé, 70kg. Cái mẫu này là một trong cái mẫu quá đẹp của McGregor luôn, không còn gì để bàn. Đó, cái mẫu này quá đẹp luôn quý vị ạ. Tiếp theo thì có thêm một cái mẫu khác cũng là cái dòng kẻ đây, con này thì cũng là chất dòng bông. Một con của EP Polo này quý vị này, một con của EP Polo đây. EP Polo là viết tắt của cái gì đó Sành Đồ Si quên mất rồi, nhưng mà cái dòng EP Polo này sẽ có hai cái bông lúa ở bên này và có chữ PC ở đây. Đó thì quý vị có thể check qua tất cả những cái thông tin về EP Polo trên Google nhé. Còn Sành Đồ Si ở đây thì chỉ đi qua về những cái sản phẩm này thôi, chứ không muốn nói quá nhiều đến các thương hiệu này. Và ở đây thì mọi người thấy logo ngựa rồi đúng không ạ? Với chiếc này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là mã S89, con này là size L, chiều dài chiếc này là 55, ngang chiếc này 48 và vai chiếc chiều dài chiếc này đó là 69, ngang là 55 và vai chiếc này là 48. Quanh khoảng 70kg thì quý vị sẽ mặc ok với cái sản phẩm này nhé. Quanh khoảng 70kg thì quý vị có thể mặc đẹp và mặc ok với cái sản phẩm này, một trong những sản phẩm mà Sành Đồ Si thấy quá là đẹp trong clip ngày hôm nay luôn. Có thể bỏ qua cái gì chứ, nếu mà vừa sai con Polo by Rubber Brand này thì đừng có bỏ qua quý vị nhé. Đây là một trong những sản phẩm Sành Đồ Si ưng nhất từ trước đến nay khi mà mở kiện sơ mi. Lần đầu tiên mở được một con vừa mới hoặc là vừa ngon này thế này của Polo by Rubber Brand thì thật sự là hết nước chấm luôn. Con này quý vị là chúng ta mua được con này ấy, thì chúng ta hãy cẩn thận một chút, tại vì con này mới 99% thôi quý vị. Con này cực mới luôn, siêu mới luôn mà nó lại nét căng luôn đấy. Đây là mã S90 nhé, con áo này là size XL, khoảng 75kg sẽ mặc ok. Chiều dài chiếc này là 78, ngang chiếc này 62 và chiếc này 53. Con này khoảng 75kg sẽ mặc rất là đẹp luôn. Con này quá là ngon luôn. Con này ở bên ngoài thì còn mới hơn trên clip rất là nhiều cơ ạ. Polo by Ralph Lauren. Tiếp theo thì chúng ta có thêm một con của Cambridge University Fit cùng với Polo Club này quý vị này, Polo Club đây. Con này thì chắc là kiểu dạng Cambridge thì mọi người biết trường đại học này rồi đúng không ạ? Fit cùng với Polo Club thì sẽ ra được một cái logo kiểu như thế này. Ở dưới này họ sẽ ghi là chữ CUPC này. Khá là đẹp, màu con này cũng là màu đẹp cơ, màu con này kiểu dạng màu rêu. Chúng ta sẽ có cái cúc này cũng có dòng chữ là
Cambridge Polo Club này quý vị này. Với chiếc này đây là mã F91, con này size XL nha, con này chiều dài là 72, tà trước về tà sau là rơi 75, ngang là 59 ở vai, chiếc này cũng là 49. Quý vị nào chúng ta trong khoảng là 75kg thì có thể mặc ok con này nha, khoảng 75kg thì có thể mặc rất đẹp với con này. Đây là một con không thể bỏ qua được quý vị ạ, con này phối, nếu mà phối quần jean này thì cũng ngon luôn, như em sành mặc như thế này cũng được. Hoặc là nghệ nghệ một tí thì có thể lựa qua mấy con kiểu dạng như thế này, con này thì chắc là cái màu này là cái màu đẹp và cái màu quý nhất của cái dòng nhung tâm, chắc chỉ sau mỗi cái màu da bò này thôi. Chứ còn cái màu này là trong cái màu mà Sành Đồ Xì thấy bán lúc nào không chạy luôn. Với những quý vị nào chúng ta hôm trước chưa chốt được con kia thì hôm nay chốt con này ngon hơn nhé. Hôm nay thì em Sành đồng giá cho mọi người là 350k trên một sản phẩm bất kỳ. Và trong mức giá này đã bao gồm phí ship thanh toán trước mình với Sành Đồ Xì rồi. Với chiếc này chúng ta sẽ có con áo này còn có cái dòng chữ là Polo Club Bag, BBU Polo Club ở trên này nhá, rất là chi tiết luôn ạ. Với chiếc này là mã F91, con áo này là size MO, chiều dài là 68, ngang 57 và chiếc này cũng là 47. Con này khoảng 70kg thì quý vị có thể mặc đẹp nhá. Quý vị nào chúng ta cảm giác vừa trong 65 thì mặc 65, cảm giác vừa trong 70, nhưng mà Sành Đồ Xì nghĩ rằng con này khoảng tầm 70kg thì quý vị mặc nó sẽ đầm người và rất là đẹp. Còn nếu mà quý vị nào mà chúng ta cảm giác mình khoảng 65 nhưng mà thích mặc kiểu dạng nó hơi kiểu dạng là phong trần một tí thì có thể lựa cái mẫu này tầm khoảng 65kg nhé. Một con của Baby Polo của Lắp quá ngon luôn. Tiếp theo thì có thêm một con của Polo by Rubber Brand nữa. Con này thì so với con lúc nãy thì Sành Đồ Xì thấy là con này mềm hơn, tức là cái vải sơ mi của nó, con này nó mềm hơn rất là nhiều, cầm vào rất là đã tay. Con Polo Club thì thông thường là họ không làm cái túi áo quý vị nhé. Với chiếc này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là mã F93, con áo này size XL. Con áo này rơi vào khoảng độ tầm 75kg, quý vị sẽ mặc ok. Chiều dài của chiếc này đó là 79, ngang là 60 và vai chiếc này là 50. Nhưng quý vị nào chúng ta khoảng 75kg thì sẽ mặc đẹp con này nhé. Khoảng 75kg quý vị sẽ mặc rất là đẹp với con này. Và mã cuối cùng của chúng ta trong clip ngày hôm nay là một con gửi đến cho quý vị, một con hàng của Italia đây, một con Beefheart đây, một con hàng của Italia đây. Con này chắc chắn rằng là quý vị phải mua rồi, một con nhung tầm quá ngon nghẻ luôn, chắc chắn phải mua con này quý vị ạ, đừng bỏ lỡ, tại vì khi mà đến mùa mọi người kiếm những con này rất là khó. Với chúng ta sẽ có mã F94, con áo này size XL, chiều dài tà trước chiếc này là 72, tà sau chiếc này là 78, bề ngang là 60 và vai chiếc này là 52. Con này quý vị nào chúng ta khoảng 75kg mặc sẽ rất đẹp và rất là đầm người. Còn bác nào chúng ta thích mặc hơi rộng một tí thì khoảng 70kg là có thể mặc được rồi. Nhưng mà khuyến khích trong khoảng 75kg mặc con này rất là đầm người, mà nhìn con này vintage nó cực đẹp luôn đấy. Một con của hàng của Beefheart, là một con hàng Ý quá ngon luôn. Với con này chúng ta vừa khoác vừa sơ mi, một công đôi việc luôn ạ. Và chiếc áo của Beefheart này cũng là chiếc áo cuối cùng trong cái bộ sưu tập của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa thì Sành Đồ Xì mong muốn những quý vị nào chúng ta lần đầu tiên ghé đến kênh Sành Đồ Xì thì hãy nhớ đăng ký kênh Sành Đồ Xì để chúng ta có thể gặp nhau rất nhiều lần ở phía sau nữa. Và Sành Đồ Xì chốt đơn qua duy nhất Zalo 0337707398. Dành cho những quý vị nào chúng ta đã mua hàng của Sành Đồ Xì rất là nhiều thì chúc cho quý vị sẽ có một ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vui vẻ bên người thân và gia đình. Em Sành xin nhắc lại là hôm nay 350k và chốt đơn qua Zalo 0337707398. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại quý vị ở những clip tiếp theo. Bye bye mọi người, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ ạ.